Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng túc cầu. Erling Haaland đang khuấy đảo giải Ngoại hạng Anh với một phong độ ghi bàn đầy ấn tượng. Đằng sau màn trình diễn đó là sự kỷ luật cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đặc biệt, chiến thuật người Na Uy rất coi trọng giấc ngủ và khẳng định đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Để có một giấc ngủ hoàn hảo, Erling Haaland có thêm sự hỗ trợ từ công nghệ. Đầu tiên, tiền đạo của Man City sẽ đeo một chiếc kính đặc biệt có hai mắt màu vàng vài tiếng trước khi ngủ. Được biết, dụng cụ này giúp cho mắt thư giãn, loại bỏ những tác động từ ánh sáng từ đèn hay điện thoại. Và Erling Haaland thường xuyên lên giường trong khoảng thời gian từ 22 đến 22 giờ 30 và tắt tất cả các thiết bị điện trước khi chìm vào sâu trong giấc ngủ. Gần như không thể liên lạc với Haaland trong giai đoạn này vì điện thoại của anh được đặt một chế độ không làm phiền. Haaland cũng sử dụng nhẫn Aura, một thiết bị đo lường giấc ngủ, xu hướng nhiệt cơ thể, mức độ căng thẳng hay nhịp tim. Từ những thông số này, các chuyên gia sẽ có những điều chỉnh phù hợp dành cho cầu thủ của Man City. Buổi sáng, Erling Haaland sẽ thức giấc bằng nhạc chuông của Champions League, nơi cầu thủ này đã ghi 33 bàn sau 25 trận. Chế độ ăn uống cũng giúp cho Erling Haaland đạt đến một thể trạng rất tốt. Tiền đạo của Man City có thể tiêu thụ đến 6.000 calo mỗi ngày, gấp đôi mức trung bình của một người bình thường. Những món ăn đặc biệt trong thực đơn thường bao gồm nội tạng dầu khoáng như tim và gan. Bên cạnh sở thích ăn thịt của mình, Erling Haaland cũng rất nghiêm khắc trong việc lựa chọn đồ uống. Tiền đạo của Man City chỉ uống nước đã qua hệ thống lọc phức tạp để loại bỏ những tạp chất có trong nước. Sự kỷ luật, thái độ nghiêm túc đang giúp cho Erling Haaland gặt hái được thành công ở cấp độ cao nhất. Trong kỷ nguyên của Ronaldo và Messi đang đến hồi kết, chân sút người Na Uy đã chứng tỏ bản thân xứng đáng để tiếp bước hai người đàn anh để trở thành vị vua mới của làng túc cầu. Video được tài trợ bởi FB88.